Vâng, và xin chào những người anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, và lại là mình Lộc Big Note đây. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng cây UMP gắn 6x scope và giành top 1 nha. Một ý kiến khá là hay từ một bạn mình không nhớ tên nữa. Rồi, hôm nay thì mình sẽ bay vào khu quân đội. À, đằng kia có một tên vừa đáp kìa, khá là xa. Chỗ tận nhà máy cơ. Rồi, trong này thì nhà K, nhà A này thì mình thấy xuất hiện scope khá là nhiều. Đây, scope 2 à. Nhưng mà trước tiên mình cần cây UMP trước đã. Ở đây scope 6 đấy rồi anh em ơi. Vậy là đã có scope 6 rồi. Đây UMP đây luôn. Hấp dẫn nha. Ok, vậy là mình đã có cây UMP 6X rồi. Ui, đây lại có bằng kích đạn xịn nữa này. Mũ 2. Rồi, vứt hết. Vứt hết những cây súng mà không liên quan đi. Rồi. Ui, tiếng chân. Ui, bot à. Rồi, test luôn. Nói chung là bắn cũng khá là ok đấy. Nhưng mà mình vẫn đang thiếu phụ kiện cho cây UMP này. Ui, thanh niên nào ngồi đây? Làm gì đấy? Sở nhẫn giả này. Vâng, thanh niên nhìn ngang nhìn dọc. Không biết anh đang ngồi, anh đang còn cam ai nữa. Chắc là cái thanh niên mà bay từ phía xa lúc nãy sao ấy. Okay, mình vẫn đang còn thiếu đạn chín lắm anh em ạ. Sau khu này sao đạn chín nó hiếm vậy, mà trong khi cái đạn xanh thì rất là nhiều luôn. 8x thì bình yếu à? 8x thì mình lại không gắn được vào UMP. Sau cái bản update 0.7 thì 6x chỉ lắp được vào những dòng súng AR và SMG mà thôi. 8x chỉ lắp được vào sniper. Bây giờ mình sẽ tìm cái thanh niên lúc nãy. Vâng, anh đang ngồi thì bị ăn mấy viên đạn khá là nhỏ cho anh. Mình nghĩ chắc là đâu sau cái đoạn này. Ủa, trước mặt này à, Hồ Ngọc Hà. Ui, con gái à. Trời ơi, mình vừa lỡ tay mình giết một bạn gái rồi. Thật là tội lỗi quá đi. Ok, nhưng mà không sao. Không biết là khu này còn ai nữa không. Nhưng mà cái lúc bay thì mình chỉ nhìn thấy có một tên bay vào đây mà thôi. Hóa ra là tên này. Ui, định mệnh nó yếu lắm rồi đấy. Thanh niên này có mũ 3 này. Thì ra là cái bạn Hồ Ngọc Hà lúc nãy hình như là đang cam thanh niên này hay sao ấy. Hèn gì ngồi trong bụi cây rồi nhìn ngang nhìn dọc về hướng này. Đây rồi. À, cũng UMP Silent hay sao ấy. Đấy nhá, mình nghe không nhầm. Ok, vậy là mình có đạn 9 rồi. Mũ 3 này, K98 à. Đây, đạn 9 đây. Rồi. Cũng có một số ý kiến của một số bạn là anh làm clip thử thách thì đi săn drop thì cầm súng và vứt đi chỗ khác. Chung là làm cái việc như vậy thì thật sự nó sao nhở. Ôi, có một tên đang bơi này. Từ từ đã anh em ạ, có tên đang bơi. Ồ, mình tưởng là bot cơ, hóa ra là người luôn. Thật sự là làm cái việc mà mình đi nhặt thính rồi xong rồi mình tìm chỗ khác mình vứt nó trái cái lương tâm đấy anh em ạ. Thật sự cái lương tâm mình nó không cho phép ấy. Nhưng mà thôi, tại anh em tại anh em xúi dại mình thì mình làm theo vậy. Xem này, hòm thính có gì không. Mình thì đang cần cái mũ 3 và cái giáp 3. À, AOG à. Rồi, bây giờ mình sẽ vứt luôn chỗ đoạn này đi. Đấy, cái này là do anh em xui dại mình ấy nhá. Chứ là bản thân mình là không làm cái điều này đâu. Khốn nạn lắm. Nhưng mà thôi. Đây, tiếp tục cái hòm thính thứ hai. Mình không ăn được, mình phải đạp đổ anh em ạ. Ui, từ súng kìa. Ui, vãi chừng có người trên này à. Thôi xong rồi, từ từ anh ấy. Đây này. Ok. Đi đâu đây? Ơ, ôi vãi trời, nó lên xe, nó cướp xe của mình luôn kìa. Làm gì vậy? À, dừng luôn rồi. Đùa, thanh niên này ngáo à? Làm gì vậy? Sao đi, mình tưởng đi luôn cơ, ai ngờ lại dừng lại. Ui, ốp này. Cái ốp này chắc chắn là phải nhặt và vứt đi rồi anh em ạ. Một hiểm họa khôn lường sau này của mình. Và mình cũng không hiểu thanh niên này đang đi tự nhiên lại dừng lại. À, định cướp xe xong rồi định nghĩ là cướp luôn cả cái tính mạng của mình hay sao ấy.
Ông này là hơi hơi manh động rồi. Ok, mình sẽ vứt cái ốp luôn. Đấy. Bằng thanh niên gọi là chuyên gia đi nhặt thính và đi vứt súng. Chơi kiểu rất là khốn nạn luôn. Ok, mình sẽ vào khu nhà này đi. Khu nhà này đang gần mép bo, mình sẽ đứng lên. Mình sẽ lên trên cái nóc nhà này, mình sẽ canh mép bo có tên nào đi bo không. Ôi đoạn này nhìn dễ thế. Này mà có tên nào chạy bo là. Ui, bo tiếp theo thì sát chỗ mình luôn. Ok rồi. Kia là xe mặc định hay sao ấy chứ. Rồi đứng đây và đợi thôi. Làm một liều tiêm chích cho nó phê anh em ạ. Mình đang có hai cái cơ mà. Không dùng tí nữa, không được dùng là uổng lắm. Trời ơi, đạn rớt lắm. Thề cái cây đạn, những cái cây súng mà sử dụng đạn 9mm này bắn xa nó không hề hiệu quả một chút nào luôn. Đạn nó cực kỳ rớt và đam của nó cực kỳ yếu. Đây có một tên đi xe qua này. Nhưng mà thôi, bỏ thôi. Mình không thể nào mình bắn được. Không có tên nào chạy bo nhở. Đoạn này chắc không có ai chạy rồi. Nhỏ nhở. Ồ, có xe này. Thôi xong rồi, pin yếu giờ còn 10%. À, đi đâu đây? Ơ, dừng ngay đấy luôn à? Ôi, thanh niên vãi trưởng, tự nhiên dừng đấy làm gì vậy? Chỗ đấy trống mà nó vẫn đang ngoài bo hay sao ấy kìa. Ôi, ông này chắc bị ngáo rồi, mình tưởng là đi về hướng nhà mình cơ. Phải bắn trong này chạy mới được. Đang ngồi kề ai này. Đạn rớt quá, không thể nào mình bắn được luôn ý. Ô, ông đang ngồi trong xe đây. Ui, định mệnh 3 viên vào mũ rồi mà vẫn chưa chết kìa. Rồi. Vâng, 3 viên vào đầu mà không chết, thanh niên mũ 3. Khá là trâu. Ôi, bác ghi lại lại này. À, thì lại lút đồ à. Thanh niên lút đồ, 1 viên vào đầu, 2 viên vào đầu ấy. Cố lên nào. Ui, không được rồi. À, cái đầu này. Ui, 3 viên vào đầu vẫn không đốc. Rồi, chết luôn. Ôi, tên kia chạy mà bò mất rồi anh em ạ. Đứng lại, trời ơi. Ui, sao xe chạy trên đồi lắm thế nhở. Ôi, mình đang cần đạn 9, bây giờ đạn 9 nó hiếm quá, mình thề mình đạn nó ít, mình không dám sấy luôn. Chứ đạn mà nhiều là mình sấy luôn rồi đấy. À, thanh niên dừng xe trước mặt này. Làm gì đây? Thề, ui. Định mệnh lắm xe vậy. À, thanh niên đổi xe này. Ui, đi vẫn không chết kìa. Đùa. Thề cái này đam xa nó yếu vậy. Rồi chạy đi đâu. Vâng, thanh niên chạy cuối cùng vẫn ăn đạn vào đầu, chết thôi. Quá là nhỏ cho anh. Ok rồi. Ôi, chỗ kia có một con quát kìa. Còn 3 tên nữa không biết là đâu nhở. Chắc là trước mặt mình. Bò ngay trên cái đỉnh núi gần cảng Vegopol. Một trong những cái bò nó khá là khó chịu khi liên tục là những pha leo núi. Và nếu như mà chúng ta không cẩn thận thì sẽ té sấp mặt như chơi. Và cái những cái trường hợp mà mình bị té từ trên núi, mình té xuống khá là nhiều rồi, rất là thốn luôn đấy. Cho nên là lần này mình rất là cẩn thận. Ui, sao lần trước mặt, ô bắn nhau trước mặt luôn. Ôi kìa kìa, một thanh niên vừa bốc hơi kìa. Đây rồi. Đi lại lúc đầu à.
Thì mẹ thanh niên này hình như là nhìn thấy mình thấy sao ấy. Ui, chắc là mình bị lộ rồi. Vâng, mình đã đi núp kỹ như thế rồi mà vẫn đang bị lộ. Đang ngồi đang còn cam mình kìa. Chỉ cần hở cái đầu một chút thôi là... Ý, bị tên nào ở dưới bắn rồi. Rồi, vậy là hai tên cuối cùng trước mặt mình thôi anh em ạ. Tên trên này đang bị tên dưới bắn lên, rất là khó chịu. Rồi, bắn trả rồi, wow. Tên dưới chết rồi rồi. Vậy là còn tên này nữa thôi. Đây này. À. Ô. Nó lò mỗi cái đầu thôi, mình bắn vào đầu mà lại hiện chỉ là hiện đam vào người. Vô lý vậy. Rồi ok. Và mình cũng đã hoàn thành được cái clip mà anh em yêu cầu sử dụng mình cây UMP với lại scope 6x là giành top 1 rồi nha. Và ok, và mình cũng xin dừng clip tại đây thôi. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết clip này. Và đừng quên tiếp một like đăng ký kênh ủng hộ cho mình dẫn những clip tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào anh em.